Chương 1 Tiết tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đứa trẻ này tài trí hơn người, số phận sẽ bị chia rẽ khi lên 10 tuổi, nếu mạng lớn thì vượt qua, sinh mệnh được kéo dài cũng yên ổn vô sự, nếu không thể vượt qua, e rằng cuộc đời sẽ kết thúc ngay tại đó, đây chính là mệnh sát linh mục. Mẹ của Gia Dông nghe thấy lời thầy bói nói, trong lòng sinh hoảng sợ, Kim Gia Dông thờ ơ nghe ở bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt tỏ vẻ không có gì quan trọng, mẹ gia dông nhỏ giọng hỏi thầy bói, có thể cho chút chỉ dẫn, đến năm mười năm tuổi tột cùng sẽ xảy ra những chuyện gì hay không, thầy bói chăm chú nhìn lòng bàn tay chia làm hai đường sinh mệnh của kim gia dông, cuối cùng cũng chỉ thở dài lắc đầu, không nói điều gì cả, năm kim gia dông 10 tuổi, bà kim bắt đầu có cảnh giác, Cẩn thận chăm sóc nhiều hơn gấp bội, mỗi ngày đều lái xe đưa đón Gia Dông đi học, không để Gia Dông tùy tiện ra khỏi cửa, lúc ba mẹ đều có ca phẫu thuật, Gia Dông mới có thể có chút thời gian cho chính mình Hôm nay mẹ vừa mới gọi điện thoại tới Nói sắp có ca phẫu thuật lớn với ba nên không thể bỏ được Dặn đi dặn lại hàng nghìn lần với Gia Dông Rằng không thể tự mình đi xa khỏi nhà Chú ý an toàn Gia Dông cúp điện thoại Thở dài với sự nhạy cảm quá đáng của mẹ Nhưng lại có chút vui vẻ Cuối cùng cũng có thể tự mình ra khỏi nhà Thế là liền đi dậy rồi chuẩn bị vào thư viện Gia Dông có lẽ là chịu ảnh hưởng từ gia đình Từ nhỏ đã yêu y học bắt đầu từ ông nội nó, người trong nhà đã theo nghề y được mấy đời rồi, ông nội gia dòng rất yêu thương nó, từ nhỏ đã thích dẫn nó đến đủ các nơi, biết được đủ loại thực vật, phân biệt độc tích và dược lý, có điều ông nội đã rời xa thế gian lúc nó. 10 tuổi, sau đó nó tự mình lên núi, tự mình đọc sách nghiên cứu y dược, gia dòng ông lấy ba quyển sách, bước ra khỏi thư viện, không muốn sớm về nhà, vì vậy định đi bộ về, Lúc bước tới chỗ quẹo trong con hẻm nhỏ thì liền nghe thấy tiếng chữ mắng hòa lẫn với tiếng dánh nhau, nó nhíu mày tìm nơi phát ra âm thanh, phát hiện tiếng đó truyền từ trong một cái nhà kho cách đó không xa, nó chạy chậm tới, ghé vào khe cửa rồi nhìn vào trong. Nó chỉ nhìn thấy cảnh hỗn loạn ở trong đó, có những chiếc thùng gỗ nằm tán loạn, cùng tiếng kêu gào của đàn ông, lúc này bỗng nhiên vang lên một trận tiếng súng, kim gia dông tuổi còn nhỏ sợ đến hét lên một tiền, kinh sợ mà mở to mắt muốn nhanh chóng rời đi bước chân hoảng loạn bị hòn đá phía sau làm cho vấp ngã, đầu bị đập mạnh vào chiếc cửa rỉ sắt của nhà kho, phát ra một tiếng công thật to, gia dòng cố gắng hồi phục lại ý thức, nhưng phát hiện trước mắt ngày càng mơ hồ, nó chỉ nghe thấy người đàn ông ở bên trong la to một tiếng. "Nhị thiếu gia, ngoài cửa có người." Sau đó vài người đàn ông cầm súng chạy về phía nó, gia dòng rất sợ hãi, nhưng chỉ thấy trước mắt tối sầm, không còn ý thức, một mình sát linh sát nghĩa là sát khí nhưng cũng có nghĩa là giết, linh nghĩa là linh hồn. Có thể hiểu mệnh sát linh chính là người nhưng có mạng hồn. Đến lúc được uống canh mạnh bà, tức qua 10 tuổi như trong câu, thì sẽ được siêu thoát bình yên, sống an ổn dẫu sang phú quý, như trong câu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.